nhận biết giới tính thứ ba chính xác hơn cả mắt thường nếu như trước đây người ta chỉ áp dụng ai để nhận diện giọng nói chuyển đổi văn bản thì giờ đây công nghệ này đang ngày càng tiến bộ và đạt được những thành công đáng kinh ngạc điều giúp ai vượt trội hơn bất kỳ công nghệ nào khác là khả năng nhận diện cùng lúc nhiều mẫu thử và học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ để từ đó cải thiện kết quả theo thời gian giờ đây ai thậm chí có thể viết thơ đánh cờ phát hiện nhiều triệu chứng của bệnh nhân dạy học cho trẻ em trong đó Khả năng nhận diện hình ảnh của AI là tính năng đang được áp dụng ngày một nhiều và dần cho thấy sự hiệu quả. Mới đây, một AI được phát triển tại Đại học Stanford đã gây bất ngờ khi có thể phân biệt chính xác được giới tính thứ ba của đối tượng chỉ dựa trên một tấm ảnh chụp. Theo thử nghiệm, độ chính xác của hệ thống AI này là vô cùng ấn tượng, khi có thể dự đoán chính xác liệu một người đàn ông có thể là đồng tính nam với độ chính xác 91% và 83% đối với đồng tính nữ. So sánh với mắt người, AI này đạt hiệu quả cao hơn hẳn. Khi một người bình thường theo nghiên cứu, chỉ xác định chính xác khoảng 61% đối với nam và 54% đối với nữ.